ngựa mặt ngu ngồi trong quán uống ly cà phê. Hey 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 yeah. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Đố mọi người biết mình là ai đây? Mấy bạn hãy thử đoán coi mình là ai. Mọi người có 5 giây để đoán thử nha. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, mọi người có biết mình là ai chưa? Đó, bạn nào mà đoán mình là ngựa mặt ngu là mấy bạn sai rồi. Bởi vì mình không phải là ngựa mặt ngu. Mấy bạn hãy xem mình đây. Ta-da! Hồi nãy bạn nào mà đoán mình là ngựa mặt ngu thì bạn sai rồi nha. Bởi vì mình không phải là ngựa mặt ngu, mà mình là Phong Cận TV đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh quốc gia Việt Nam đây. Ok mọi người ơi, và hôm nay nè, mình đã gọi là vào trong kênh YouTube của mình, và mình thấy có rất là nhiều những cái bạn đặt ra cho mình những cái thử thách rất là hay. Bởi cho nên là hôm nay Phong quyết định vào trong Mini World và quay cho anh em xem thêm một video Mini World mới rồi đây. Và trước khi vào video nè, các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và cho mình nút subscribe đăng ký mọi kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên hãy qua bên kênh YouTube của các hành vi của Hero Team để đăng kiếm họ cho mọi người nữa nha anh em. À, còn bây giờ nè, mấy bạn biết hôm nay mình sẽ quay gì không? Hôm nay nè các bạn ơi, mình sẽ quay một cái thử thách. Đó chính là thử thách hóa trang thành ngựa mặt ngu và tỏ tình các bạn nữ ở trong Hero Team. Đó, nghe hấp dẫn chưa? Có nghĩa là mình sẽ mặc cái bộ đồ của ngựa mặt ngu và mình sẽ qua bên nhà của Camui nè, qua nhà Timmy, Simmy nè, đó, và Sammy nè, để mình tỏ tình những bạn nữ trong Hero Team nha. Mình không biết rằng là những bạn nữ trong Hero Team sau khi mà bị ngựa mặt ngu tỏ tình thì mấy bạn ấy sẽ có cảm giác như thế nào và mấy bạn ấy cảm xúc của mấy bạn đó sẽ như thế nào. Chắc là sẽ hài lắm đây. Ok, thì mấy bạn thử đoán coi liệu rằng là có ai sẽ đồng ý là bạn gái của mình ngựa mặt ngu không nha. Ok, mình thấy trò này khá là vui anh em ơi. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào video nào. Let's go. 1 hour later. Mấy bạn ơi, bây giờ mình đã hóa trang người của mình thành ngựa mặt ngu nữa bạn ơi. Đó, mấy bạn thấy mình hóa trang có giống không nào? Trời ơi, bạn nào thấy giống thì nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Ôi, đúng là ngựa mặt ngu đẹp trai. À không nhầm, phải nói là xấu trai chứ. Ngựa mặt ngu xấu trai gì đâu luôn các bạn ơi. Nếu bạn nào thấy ngựa mặt ngu xấu trai nhớ bình luận lại luôn nha. Ôi ok, bây giờ nè, mình sẽ vào trong làng Hero Team nè. Mình coi coi trong làng Hero Team có những thành viên nữ nào, và mình sẽ tỏ tình thử thành viên đó để xem phản ứng của người đó như thế nào nha anh em. Chắc người đó sẽ sợ lắm luôn á. Ok ok, để xem coi. Ok, đầu tiên là mình sẽ thử tỏ tình Sammy nha. Để coi coi Sammy như thế nào nha. Ok, để tới nhà coi. Ủa mà khoan, tại sao cái nhà của mình mà ai đập mất hai cái cửa của mình rồi? Thôi kệ đi kệ đi em. Sammy ơi, Sammy à, Sammy ơi, ơi. Xuống liền đây, xuống liền. Ủa mà bật ngủ. Cái cửa nhà kia ta. À, mưa chảo đập cửa nhà ta hả? Cái thằng mưa bắt đập ta. Cái gì? Cái gì tự nhiên chửi tôi có làm gì đâu. Trời ơi, cái cửa của tôi. Nè, tôi nói cho mấy người nghe nha. Đầu tiên, điều thứ nhất là tôi không hề đập cái cửa của mấy người nha. Mấy người đừng có vu oan cho tôi. Còn thứ hai, đó chính là hôm nay tôi qua đây là tôi có chuyện muốn nói với Sammy nè. Chuyện gì nữa, nói nhanh lên, tôi đói lắm rồi nè. Ok, ủa đói hả? Ok, để xíu, trời ơi mấy bạn ơi. Mấy bạn ơi, người ta hay nói á, muốn lấy lòng của con gái á thì chúng ta hãy cho nó thật là nhiều đồ ăn, thật là nhiều trà sữa, thật là nhiều bánh kẹo thì nó tất nhiên là nó sẽ thích mình luôn. Bởi vậy cho nên bây giờ mình sẽ thử nha. Ok, để mình cho thử coi. À sao ơi, bà đói đúng không? Được rồi, tôi có cho bà nè. Đó, thịt gà quay nè, bánh canh cua nè, lại sushi nè. Đó, ngon không? Ôi ngon, cảm ơn nha. Tăng trước nha. Ê, bình tĩnh, từ từ, bình tĩnh. Trước khi ăn á, thì tôi có điều muốn nói với Sam nè. Ok, nói nhanh đi, trời ơi, tèm quá. À, tôi muốn nói rằng là tôi rất là thích Sam luôn. Sam có thích tôi không? Ủa, cái gì vậy? Tại sao lại không? À, để ra ngươi đưa đồ ăn cho ta để dụ ta chứ gì. Trời ơi, không ăn. Không tỏ tình giết, không. Ủa, tại sao vậy? Tại sao lại không chịu chấp nhận lời tỏ tình của tôi, hả? Thứ nhất, ngươi là ngựa mặt ngu. Ủa, ngựa mặt ngu sao? Xấu trai. Đó là điểm chính. Vô duyên. Mắc mớ gì xấu trai. Ta còn đẹp trai hơn cả Phong Cận nữa đó. Ngươi nghĩ sao vậy? Phong Cận làm sao đẹp trai bằng ta? Thật không? Bây giờ ngươi tự hỏi coi. Nói chung là ngươi thử xoay gương coi. Ngươi có tự hỏi bản thân mình ta mà sao nhìn ngươi ta hỏi luôn. Trời ơi, cái gì đâu mà xấu trai. Ta biết là ta xấu trai, nhưng mà được một cái là ngươi hãy nhìn đi, trên người của ta nè, ta mặc toàn là đồ hiệu không đó. Đồ của ta là đồ Gucci, đồ LV không đó, rất là xịn luôn. Thích ta đi, ta sẽ cho ngươi đồ. Không, nói chung là không tỏ tình gì hết. Trong lòng ta chỉ có mỗi Phong Cận thôi. Ta chỉ yêu mỗi mình Phong Cận thôi, không có ngươi đâu. Xì. Đi. Ngươi chỉ thích một mình Phong Cận thôi sao? Đúng rồi, tại trong... sao thôi cho tôi. Bye bye.
nào. Hôm nay mình đã thử hóa hình ngựa mặt ngu và mình tỏ tình Sammy thì mình mới biết rằng là Sammy, trong lòng Sammy là chỉ có một mình thôi. Trong trái tim của Sammy chỉ có một mình Phong Cận thôi. Đó, như vậy mới đúng chứ. Ok, rồi bây giờ để xem coi người tiếp theo mình tỏ tình là ai đây ta, để xem nha, xem nha. Hay, nói chung là Sammy là mình tỏ tình thử rồi đó và bả không đồng ý rồi đó, để kiếm người tiếp theo coi. Hay, để coi coi bây giờ ở trong đây còn ai không ta, ngoài Timmy ra nè, ngoài Camui ra, ngoài Sammy ra thì hình như là, à đúng rồi, còn một người nữa. Đó chính là Simmy bạn ơi. Ôi, mình thấy Simmy kìa. Ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ thử vào trong, mình tỏ tình Simmy thử coi Simmy liệu rằng phản ứng của Simmy sẽ như thế nào khi bị ngựa mặt ngu tỏ tình nha. Ok ok, để thử coi, thử coi. À, Simmy ơi. Ai hả? Ủa ngựa mặt ngu hả? Ủa đi đâu chơi dạ, sao về làng hay vậy? Hello Simmy, hello hello. Tôi hôm nay tôi đến đây để tôi mua trà sữa nè. Cái gì? Mua trà sữa? Trời ơi, nghề ba hay là quay đăng cấp vậy? Nghi lắm luôn á. Ê mấy bạn ơi, hình như là con ngựa mặt ngu này nó chuyên đi ăn cắp đồ hay sao? Nó gặp ai người ta cũng bảo nó là con, là cái đồ đi ăn cắp hết vậy trời. Ôi là trời, bực bội vậy. Không có, không có đâu. Hôm nay tôi qua đây nè là tôi mua hết tất cả bánh kẹo, hết tất cả trà sữa trong đây luôn. Trời, mua hết cái đống này luôn rồi, mua hết trà sữa mấy bánh kẹo luôn hả? Đúng rồi. Wow, trời ơi hay vậy, trời ơi, khách quý mấy khách quý, mời ngồi mời ngồi. Đây đó. Ơi nhưng mà khoan, tôi chỉ mua hết đống bánh kẹo này với một điều kiện mà thôi. Điều kiện gì ông cứ nói hết đi, tôi sẽ làm hết trơn luôn, vì ông mua hết cái đống này là được. Ok ok, vậy ok. Tôi mới nói với Sim rằng à, từ trước giờ á, tôi chưa bao giờ thấy, trên đời tôi, cả cuộc đời tôi chưa bao giờ tôi thấy một người nào mà xinh như Sim vậy á. Trời đất ơi, đỡ khen, trời ngại chết luôn á. Không, tôi đâu có khen tùm lum đâu, tôi khen thiệt mà. Tôi khen thiệt, tôi không có nói dối đâu. Tôi chưa bao giờ biết nói dối là gì hết trơn á. Thôi, nói chung là không dài dòng nữa. Bây giờ như thế này đi, tôi đã hứa rằng là tôi sẽ mua hết đống trà sữa và bánh kẹo ở trong nhà Sim. Bởi vậy cho nên tôi chỉ có một điều kiện duy nhất thôi. Điều kiện của tôi đó chính là Simmy có thể nào làm bạn gái của tôi được không? Tôi rất là thích Simmy luôn. Nếu như Simmy đồng ý làm bạn gái của ngựa mặt ngu thì là tôi đây, thì tôi sẽ mua hết đống bánh kẹo này luôn. Sim chịu không? Cái gì? Ông tỏ tình tôi hả? Đúng rồi. Hả? Hôm nay ngựa mặt ngu quyết định tỏ tình Simmy. Trời đất ơi, tại sao? Vậy? Tại sao ai cũng được mà sao ông lại tỏ tình tôi à, ngựa mặt ngu? Thôi, ngựa mặt ngu à, bây giờ giữa cái đống này với cái đống ông tỏ tình với tôi đi. Làm ơn, đừng có mua bánh kẹo tôi lại và mời ông đi và đừng có ở đây nữa. Tôi chết mất. Đừng có tỏ tình tôi mà, tôi sợ lắm. Ông tôi méo má vậy. Không, 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 bình tĩnh đi, yên tâm đi. Tôi hứa là tôi sẽ bảo vệ Simmy mà. Tôi rất là thích Simmy luôn. Làm ơn hãy làm bạn gái tôi đi. Hãy làm bạn gái tôi mà. Trời ơi mấy bạn ơi, mình chỉ giả bộ làm ngựa mặt ngu cái mình tỏ tình Simmy thôi, mà Simmy cũng sợ nữa. Ơi mà khoan, tính ra gặp bản thân mình mà bị ngựa mặt ngu tỏ tình thì chắc mình cũng sợ quá luôn. Trời, mình sợ tè ra quần luôn á. Trời ơi trời. Nhưng mà không sao, nói chung là cái này chỉ là cho thôi mà. Thôi kệ. Ôi mà mình có hơi quá đáng không ta, Simmy khóc luôn rồi. Thôi kệ đi, nói chung là cho mấy bạn xem, mấy bạn thấy video vui là được đúng không ạ? Ok, để mình xem coi bây giờ mình sẽ chuyển qua mình tỏ tình ai đây ta? Timmy hay là Camui hay ai vậy ta? Bây giờ ở trong làng thì mình thấy là Camui không có ở nhà nè, Timmy không có ở nhà nè. Mà bây giờ thì hồi nãy là mình đã tỏ tình Sammy rồi, tỏ tình Simmy rồi. Mình đã hóa trang thành người mặt ngu để tỏ tình rồi. Mà bây giờ không còn ai nữa, giờ tỏ tình ai đây trời? Từ nãy giờ mới tỏ tình được hai người à. Ê trời, trời ơi, đi vô đây, vô nè, vô nè. Ui, cà chó. Mấy bạn ơi, có anh Dịch ở nhà nè. Hay là bây giờ á, lỡ rồi, bây giờ không còn ai, không còn bạn nào là nữ ở trong làng Hero Team nữa, hay là mình tỏ tình Dịch luôn ta? Đối với mình, Dịch lúc nào cũng là nữ mà, đúng không? Tại vì trong lòng Phong, Dịch lúc nào cũng là một cô bé xinh xắn đáng yêu hết. Ok, để mình thử coi. Alo, Dịch ơi, Dịch ơi. Ở tao qua tới đi. Hello Dịch, em... À, không nhầm, chết. Mình phải nói bằng giọng của người mặt ngu. Tôi là ngựa mặt ngu đây, hello Dịch. Ủa, thằng ngựa mặt ngu này, mày trốn đi đâu mà bao nhiêu lâu bây giờ mày mới quay lại vậy? Hả?
tôi đâu kệ tôi, nhưng mà hôm nay tôi vào trong đây tôi tìm Dịch để có một cái chuyện này tôi muốn nói với Dịch nè. Tao tìm mày lâu rồi. Mày chết rồi con. Cái gì vậy? Mày trộm đồ ăn của tao, tao chưa xử lý mày. Giờ mày nói cho. Ê bậy nha, tôi không có trộm gì hết nha. À mà thôi, hôm nay tôi có cái chuyện này muốn nói với Dịch nè. Dịch cất cái cây súng vô đi, đừng có cầm súng nữa. Muốn ghê gì? Quá. Nói luôn, mày đừng quanh đây mày rình mò mày ăn trộm đồ gì trong làng gì? Muốn gì? Không có đi ăn trộm gì hết trơn á. Tôi giờ tôi đã trở thành một con ngựa gọi là lương thiện rồi, tôi không còn đi ăn trộm đồ nữa. Bây giờ tôi qua đây nè, tôi có điều này muốn nói với Dịch nè. À thật sự từ trước đến giờ á, tôi chưa bao giờ mà thấy ai đẹp trai như Dịch vậy. Gì? Gì? Tôi chưa bao giờ thấy ai đẹp trai giống như Dịch. Trời ơi, thì chắc mày cứ phải nói cho chị thật vậy chứ, ai biết tao đẹp trai nhất cái làng này. Trời ơi bạn ơi, ông Dịch ông dẻo thấy ghê luôn bạn. Mình nhìn mình muốn ói luôn. Trời ơi, mình khen Dịch đẹp trai mình muốn ói luôn á. Nhưng mà thôi, phải ráng kìm vô. À Dịch ơi, không những mà đẹp trai đâu nha, mà Dịch còn một trong những cái người mà tôi có thể nói là phong độ nhất làng Hero Team luôn á. Trời ơi, mày lại nói ra một cái điều ai biết trời. Từ trưa nay tao nói mày là từ hồi bắt đầu tao xây cái làng này á, ai đi qua đi lại cũng khen, ơi vì đẹp trai ơi, vì phong độ ơi. Trời ơi, tính là chưa có ai khen nó xấu trai hết. Khen xấu trai thì tức là chắc chắn là gato. Trời ơi, tao biết tao đẹp trai. Trời ơi, bạn ơi, ông Dịch ông tự tin quá bạn ơi, nghe mà sợ luôn trời. Thôi rồi, hôm nay nè, nói thiệt nha, Dịch, bởi vì Dịch quá đẹp trai cho nên là ngựa mặt ngu ta đây đã thích Dịch từ lâu rồi. Không biết Dịch có thể nào làm bạn trai của ngựa mặt ngu ta đây không? À không, làm bạn gái của ta mới đúng. Đẹp trai này làm bạn gái là chuyện bình thường. Ê dạ vậy. Hả? Vậy mình nói lại nghe coi. À tôi nói á là tôi là ngựa mặt ngu và tôi rất là thích Dịch. Dịch có thích tôi không? Sao thích mày được? Ủa hồi nãy mới rõ ràng kêu là làm bạn trai là làm bạn gái là chuyện cũng bình thường mà. Ý tao nói là người ta là bạn gái tóc kìa bay. Thế nên bây giờ mày nghĩ thêm tao là con trai nè. Mày là con trai làm sao mà tao thích mày được? Ê nhưng mà lại nãy gọi là Dịch đã nói rồi, cho nên bây giờ Dịch phải làm bạn gái của tôi. Bây giờ mày nhất định mày bắt tao phải làm bạn gái mày đúng không? Đúng rồi, Dịch phải trở thành bạn gái của ngựa mặt ngu. À trời ơi, mình thích là làm bạn gái của mày đúng không? Đúng rồi. Mày chết mày con, trời ơi mày sáng sớm con kiếm chuyện của tao à. Ê ê ê, mày nha. Ai là bạn gái của ai? Ngựa mặt ngu, nói đi. Ngựa mặt ngu để cho mấy bạn nữ rồi. Nhưng mà rất là tiếc là hôm nay chỉ có mỗi mình Sammy và Simmy có ở nhà thôi. Không có nhiều bạn nữ ở nhà, không có Camui, không có Timmy, cho nên mình không tỏ tình hết được. Bởi vậy cho nên á là mình sẽ thực hiện thử thách này ở trong tập tiếp theo nữa nha. Và nếu như bạn nào muốn mình thực hiện tiếp những thử thách của các bạn á thì bạn đừng quên hãy để cho video này đạt lên được 10.000 like nha bạn, thì mình sẽ làm thêm những video thử thách tiếp theo nha. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ video này cũng đã rất là dài rồi, thì mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như mà anh em thích video này nè thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè, share nè và nhấn nút subscribe đăng kiếm họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên hãy quên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team đăng kiếm họ cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ mình về mình thay đồ đây, mặc bộ đồ con ngựa mặt ngu ngứa quá. Mày con ngựa mặt ngu. Cái gì vậy?